2017-2018. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn ngang nhiên diễn ra và dường như tình trạng vi phạm bản quyền truyền hình trên mạng Internet chưa hề có dấu hiệu suy giảm tại Việt Nam. Lấy nguồn tín hiệu từ các kênh phát sóng nước ngoài hay trích dẫn hình ảnh giải đấu nhưng che đi logo các kênh phát sóng chính thống. Đây là những hình thức vi phạm bản quyền không khác gì so với những năm trước của nhiều trang mạng. Vấn đề của VTV Cup năm ngoái dường như đang lặp lại với Ca Cộng trong năm nay. Tôi hy vọng là những việc đó không lặp lại trong thời gian tới. Mà để làm được việc đó thì không chỉ là nỗ lực đơn phương của phía Ca Cộng mà cần phải có sự chung tay của toàn xã hội. Theo ông Toàn, việc vi phạm bản quyền không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị truyền hình mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khán giả. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, khán giả rất có thể không được xem các chương trình ưa thích trên truyền hình, cụ thể như các trận cầu đỉnh cao của hai giải bóng UEFA Champions League và UEFA Europa League. Không chỉ gây tổn thất lớn về mặt kinh tế, uy tín của các doanh nghiệp cũng bị tổn thất nặng nề bởi các hành vi ăn cắp bản quyền. Tháng 5 vừa qua, VTV Cup đã bị đối tác nước ngoài ngừng cung cấp tín hiệu phát sóng cúp C1 và C3 đúng vào giai đoạn hấp dẫn nhất.